Nam, Bộ Tài chính hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một hộ bị sập nhà vì bão lũ. Viettel và Mobifone được phép thử nghiệm thương mại mạng dịch vụ viễn thông 5G. Việt Nam đứng thứ 18 trên bản đồ tấn công website. Trên thế giới, EU cho biết thỏa thuận thương mại Brexit vẫn còn rất nhiều khoảng trống rất nghiêm trọng. Indonesia được dự đoán sẽ rơi vào cuộc suy thoái đầu tiên kể từ năm 1998. 8 ngân hàng lớn của Mỹ bị cáo buộc thông đồng trái phiếu. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin 24/7 trên kênh FBNC. Và sau đây là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất mức hỗ trợ cho người dân bị sập nhà, hư hỏng nhà do bão lũ với mức hỗ trợ tối đa là 40 triệu đồng đối với mỗi hộ bị sập nhà, 10 triệu đối với nhà bị tốc mái và đồng thời thì đề nghị các tỉnh rà soát một cách chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết Bộ sẽ tổ chức đoàn công tác đi khảo sát tại các tỉnh miền Trung, rà soát bổ sung quy định về quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng công trình, tán thành với đề xuất của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sập, hư hỏng nặng. Cho rằng hệ thống giao thông chịu thiệt hại lớn do bão lũ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết Bộ sẽ ứng 500 tỷ đồng dành cho khắc phục giao thông ở các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021 theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Do năm nay dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, xã hội, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp bàn và thống nhất khuyến nghị tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đến hết năm 2021. Do đó, cơ quan này báo cáo Chính phủ cho phép chưa thực hiện tăng lương tối thiểu vùng năm 2021, chưa quy định lương tối thiểu theo giờ. Việc nghiên cứu tăng lương tối thiểu vùng sẽ chuyển sang một thời điểm thích hợp của năm 2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hàng không chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch COVID-19, trong đó có việc được bảo lãnh khoản vay từ Chính phủ. Việc hỗ trợ dòng tiền và thanh khoản cho các doanh nghiệp hàng không sẽ tránh việc các doanh nghiệp này phải tuyên bố phá sản, gây ra tác động bất ổn cho kinh tế xã hội. Ước tính nguồn lực dự kiến vào khoảng 11.000 tỷ đồng đối với các khoản vay bảo lãnh của Chính phủ cho các doanh nghiệp hãng hàng không. Đồng thời, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị kéo dài thực hiện quy định giảm giá cất cánh, hạ cánh, giá dịch vụ điều hành bay, giá tối thiểu với dịch vụ chuyên ngành hàng không cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng không hoạt động tại Việt Nam. Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay cũng được đề nghị giảm với mức giảm sâu hơn so với lần 1. Dự thảo của Bộ Công Thương vừa đề xuất thêm một số quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam. Cụ thể, để có thể rót vốn, nhà đầu tư nước ngoài phải có tên trong danh sách các công ty công nghệ uy tín toàn cầu thuộc lĩnh vực thương mại điện tử. Danh sách này do Bộ Công Thương công bố định kỳ. Đồng thời, nhà đầu tư phải có ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nếu chi phối từ một doanh nghiệp trở lên trong nhóm 5 doanh nghiệp thống lĩnh thị trường Việt Nam. Đó là những doanh nghiệp chiếm từ 10% thị phần. Ngoài ra thì dự thảo cũng bổ sung quy định về chủ sàn thương mại điện tử Việt Nam chịu trách nhiệm xác thực danh tính của người bán nước ngoài cho khi cho phép đối tượng này tham gia mua bán hàng hóa trên sàn. Và Bộ Công Thương cho rằng người bán nước ngoài đem lại sự phong phú về nguồn cung hàng hóa nhưng cần có những quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu cho biết Chính phủ cần có những tháo gỡ kịp thời để dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không lỗi hẹn thêm lần thứ 9. Theo các đại biểu, thì hiện nay việc tập trung xây dựng đường sắt đô thị được coi là giải pháp để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông mang tính then chốt của cả hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng quá trình triển khai có nhiều vấn đề. Các dự án đều có tổng mức đầu tư rất lớn nhưng lại chậm tiến độ nhiều lần, liên tục đội vốn gây ra bức xúc trong dư luận như là đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội, Bến Thành Tham Lương, Bến Thành Suối Tiên. Từ thực trạng trên thì các đại biểu đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần khẩn trương tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm để các dự án ngay tiếp sau không lặp lại tình trạng như các dự án này. Nếu dự án thủy điện sử dụng 1 m² đất rừng tự nhiên sẽ bị loại trừ và không bao giờ cho phép triển khai thực hiện. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh với báo chí
được phỏng vấn xoay quanh công tác quản lý trong lĩnh vực điện năng, nhìn từ việc lập quy hoạch phát triển điện quốc gia thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, gọi tắt là quy hoạch điện 8. Ngoài việc cập nhật và quy định rõ ràng trong quy hoạch điện 8, những yêu cầu khi đánh giá tác động môi trường của các dự án về năng lượng nói chung, thủy điện nói riêng sẽ được nâng cấp và được tổ chức kiểm soát chặt chẽ, bài bản hơn nữa. Thưa quý vị, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành dài 57 km đi qua Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, tổng đầu tư là 31.000 tỷ đồng, sau 6 năm khởi công vẫn đang dang dở do thiếu vốn. Khởi công năm 2014, dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và vốn đối ứng của chính phủ, nhưng cả ba nguồn vốn này đang có những vướng mắc. Hiện công trình đạt khoảng 80% khối lượng, nhưng nhiều gói thầu trên công trình chưa thể tiếp tục thi công. Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, nối miền Tây với Đông Nam Bộ, không qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, giúp kết nối mạng lưới cao tốc quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép, Thị Vải và sân bay Long Thành. Công trình sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 1, 51 và rút ngắn thời gian từ tỉnh Long An đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, tạo đà phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương vừa đề xuất phương án kết nối xe buýt giữa Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là kết nối với bến xe miền Đông mới ở quận 9 nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho hành khách qua bến xe này. Theo đó, thì Sở Giao thông Vận tải Bình Dương thống nhất phương án tổ chức giao thông đối với các tuyến xe buýt của tỉnh đi ngang qua bến xe miền Đông mới theo đề nghị của ngành chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời thì đề xuất thêm các tuyến đang khai thác liên tỉnh có bến cuối tại các điểm lân cận bến xe miền Đông mới như tuyến Thủ Dầu 1, Suối Tiên, Thủ Dầu 1, Tân Vạn, Bixi, Đồng Nai và Tân Đông Hiệp, Thủ Đức. Ngoài ra, thì tỉnh Bình Dương đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến với tuyến xe buýt mới mở từ bến xe khách Bình Dương đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để góp phần giảm phương tiện lưu thông, giảm ùn tắc trên tuyến quốc lộ 13. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy phép thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Theo giấy phép này, thì Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cho phép Tập đoàn Viettel thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G tại thành phố Hà Nội với quy mô không vượt quá 140 vị trí. Đây đều là những bước đi cụ thể cho thấy cách tiếp cận theo pha của Việt Nam về việc phát triển 5G nhằm tiến tới việc thương mại hóa trên diện rộng vào năm 2021. Thưa quý vị, tạp chí kinh doanh Forbes vừa có bài viết nhận định về triển vọng của làn sóng đầu tư thương mại điện tử ở Việt Nam. Tạp chí Mỹ cho rằng Việt Nam đã kiểm soát rất tốt đại dịch COVID-19 và giúp nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ. Hơn nữa, đất nước hơn 96 triệu dân có nhiều điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành thương mại điện tử. Có thể kể đến như tỷ lệ thâm nhập Internet của Việt Nam đạt 65%, số lượng người dùng smartphone tương đối lớn. Một yếu tố hứa hẹn khác là giao dịch không dùng tiền mặt đang chiếm vị thế ngày càng lớn trên thị trường, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19. Dự kiến đến năm 2026, thì tổng giá trị hàng hóa của ngành thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt 50 tỷ đô la Mỹ, theo nghiên cứu của hãng tư vấn Redshare. Thưa quý vị, nhờ sự bùng nổ của Internet và mua bán hàng qua mạng, nhiều cá nhân đang kiếm được hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng họ lại không chủ động kê khai và chỉ đóng thuế nhỏ giọt. Ví dụ như gần đây, một cá nhân đã kiếm được 140 tỷ đồng nhờ kinh doanh phần mềm. Một người khác ở Hà Nội thu hơn 40 tỷ đồng từ Google, nhưng đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện, thì họ mới đóng tiền truy thu vài tỷ đồng. Luật quản lý thuế mới có hiệu lực từ tháng 7 năm nay có thể sẽ mở đường cho cơ quan thuế trong việc truy tìm những người có doanh thu năm trên 100 triệu đồng từ các kênh online. Theo đó, thì luật quy định các ngân hàng thương mại phải cung cấp dữ liệu cho ngành thuế nếu có yêu cầu. Dù vậy, bài toán thu thuế còn khá nhiều trở ngại do một lượng lớn người tiêu dùng vẫn đang chuộng giao dịch bằng tiền mặt. Để cân bằng nguồn cung, thì Việt Nam đã đẩy mạnh nhập khẩu thịt heo với mức tăng lên tới 357% sau 9 tháng. Trong đó, Việt Nam đã đẩy mạnh nhập khẩu thịt heo chủ yếu từ Nga, Brazil, Canada, Mỹ và Ba Lan. Trong tháng 10, thì vì tình hình mưa bão tại khu vực miền Trung nên giá heo hơi trong nước có nhiều biến động. Hiện giá heo hơi trung bình trên cả nước giao động trong khoảng 66.000 đến 78.000 đồng một kg, giảm khoảng 6.000 đến 10.000 đồng một kg so với cuối tháng 9. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng đầu năm kết quả tái đàn khá khả quan. Sản lượng heo hơi cũng đạt 96,8% cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 2,6 triệu tấn thịt heo.
Trong gần một tháng, thì bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện trở lại tại địa bàn 3 huyện Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, khiến hơn 120 con heo bị nhiễm bệnh. Các ổ dịch tái phát chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện và không đáp ứng triệt để các biện pháp an toàn sinh học. Ông Trần Hùng, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong điều kiện dịch tả heo châu Phi tái nhiễm trên địa bàn tỉnh, các địa phương không được lơ là, chủ quan, giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện heo mắc bệnh, khống chế dịch trong quy mô hẹp, có các phương án phòng chống dịch trong nhiều tình huống, xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác heo bị bệnh hoặc nghi mắc bệnh ra môi trường. Thưa quý vị, hồng không hạt là cây hồng chủ lực của tỉnh Bắc Cạn. Đây là loại nông sản đặc sản đã được cấp chỉ dẫn địa lý và là sản phẩm OCOP quan trọng của Bắc Cạn. Hiện nay đang trong vụ thu hoạch nhưng năng suất và sản lượng giảm mạnh so với mọi năm do quả hồng rụng hàng loạt. Toàn tỉnh Bắc Cạn có hơn 700 ha trồng cây hồng không hạt, trong đó có gần 420 ha đã cho thu hoạch, tập trung ở huyện Chợ Đồn và Ba Bể. Nhưng vụ thu hoạch năm nay, tỷ lệ rụng quả lên tới 40%, nguyên nhân chính được xác định là do cây bị bệnh nấm, thán thư và bệnh khô cành gây nên. Không chỉ mất mùa thất thu, vụ thu hoạch năm nay, người trồng hồng tại Bắc Cạn còn lao đao vì giá bán cũng thấp hơn so với mọi năm. Hiện nay giá 1 kg hồng chỉ từ khoảng 25 đến 35 ngàn đồng. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với Phương Thúy ở phần tiếp theo của bản tin 24/7 ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau đây là những con số kinh tế ấn tượng trong tuần qua. Nhật báo Business Times của Singapore vừa nhận định rằng các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số đã giúp nước ta có tốc độ phát triển lớn nhất trong số các nền kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo báo cáo khảo sát 11 thị trường châu Á-Thái Bình Dương của công ty GSMA Intelligence, Việt Nam có mức tăng điểm cao nhất từ năm 2016 đến năm 2019 nhờ bước tiến đáng kể trong thành tố kết nối của hệ thống xếp hạng sau khi ra mắt và mở rộng nhanh chóng mạng 4G. Báo cáo cũng cho rằng công nghệ di động 5G dự kiến sẽ chiếm 5% kết nối không dây tại Việt Nam vào năm 2025 và tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 23%. Thưa quý vị, theo báo cáo an ninh website do công ty bảo mật SiteStack thực hiện, tổng kết 9 tháng đầu năm nay thì Việt Nam đứng thứ 18 trên bản đồ tấn công website toàn cầu, trong đó có 2 tên miền trở thành đích ngắm của hacker khi có tới 85% số trang web sử dụng tên miền này bị hack nhiều nhất là .com và .vn. Ngoài ra thì còn có các tên miền phổ biến khác bị đột kích bao gồm .net, .info, .tov, .org. Tuy vậy thì nhờ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tấn công mạng, Việt Nam đã cải thiện đáng kể tình hình an ninh website so với năm ngoái. Cụ thể giảm 64,8% số vụ tấn công website. Trong tổng số 130 triệu thuê bao di động ở Việt Nam, vẫn còn khoảng 24 triệu chiếc điện thoại cục gạch dùng sóng 2G. Tuy nhiên thì đây đã là xu thế thoái trào. Các nhà mạng cũng không thể cùng lúc duy trì 4 công nghệ từ 2G đến 5G gây tốn kém tài nguyên chi phí. Như vậy, tắt sóng 2G là việc làm cần thiết, góp phần giúp thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Theo đó, dự kiến đến năm 2022 thì các nhà mạng sẽ tắt sóng 2G khi số lượng thuê bao dùng công nghệ này giảm xuống dưới 5%. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo hỗ trợ người dùng chuyển từ thiết bị 2G sang công nghệ mới hơn. Và đặc biệt đối với người cao tuổi không quen dùng smartphone, trên thị trường đã có các loại điện thoại cục gạch 4G giá rẻ sản xuất tại Việt Nam. Thưa quý vị, tại hội thi gạo ngon nhất Việt Nam lần thứ 2 vừa mới diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã trao 7 giải cho 2 loại gạo thơm là gạo nếp. Trong đó thì giống gạo ST25 của anh hùng lao động Hồ Quang Cua đã giữ vững danh hiệu là gạo ngon nhất Việt Nam. Và với kết quả này thì gạo ST25 cũng sẽ được Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA gửi dự thi gạo ngon nhất thế giới tổ chức tại Mỹ vào đầu tháng 12 tới. Trong thời gian này thì các đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của giống gạo này, đồng thời mạnh công tác sản xuất giống để có thể đưa vào sản xuất đại trà. Một trong những điểm nổi bật của các giống gạo thơm này đó là khả năng kháng bệnh, thích ứng với các điều kiện canh tác, từ đó hạn chế lượng phân thuốc, đem lại năng suất hiệu quả cao cho nông dân. Đây cũng là xu hướng phát triển ngành lúa gạo Việt Nam để vừa thích ứng với những cái thay đổi của khí hậu, vừa đáp ứng tốt nhu cầu của đa dạng thị trường.
Thưa quý vị, mỗi tuyến đường sắt đô thị Metro đi vào hoạt động sẽ giúp giảm từ hơn 39.600 đến gần 57.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm. Đây là kết quả từ cuộc khảo sát của Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam và các cơ quan liên quan. Theo đó, thì các chuyên gia Nhật Bản đã ước tính tiềm năng giảm phát thải nhà kính trên 3 tuyến Metro số 1, số 2 ở Hà Nội và tuyến số 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện là từ tháng 2 năm ngoái đến tháng 9 năm nay. Kết quả cho thấy tuyến Metro số 1 và số 2 ở Hà Nội có tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính lần lượt là hơn 54.500 tấn và hơn 39.600 tấn CO2 một năm. Còn tuyến Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh giúp giảm gần 57.000 tấn mỗi năm. Kết quả từ cuộc khảo sát sẽ là cơ sở khoa học để khuyến khích sử dụng các biện pháp giao thông phát thải thấp tại các thành phố lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mới đây tại buổi tọa đàm về chính sách thuế và vai trò hải quan thúc đẩy công nghiệp ô tô Việt Nam, Bộ Công Thương nhận định ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển muộn hơn các nước trong khu vực khoảng 30 năm. Việc đi sau các nước khác đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đe dọa đến nền sản xuất trong nước. Mặc dù vậy thì Việt Nam đã có những chiến lược dài hạn cho công nghiệp ô tô trong 3 năm trở lại đây. Tính đến hết năm 2019 thì cả nước có khoảng hơn 40 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô với sản lượng sản xuất lắp ráp đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xe dưới 9 chỗ trong nước. Theo dự báo của ngành hải quan, tới năm 2025, thị trường sẽ tiệm cận con số 1 triệu xe bán ra một năm và đây là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng trong thời đại 4.0, mỗi người đều cần biết ít nhất 3 ngôn ngữ, bao gồm tiếng mẹ đẻ để giữ gìn văn hóa truyền thống, tiếng Anh để hội nhập quốc tế và một ngôn ngữ lập trình để giao tiếp với người máy. Theo đó, thì Bộ trưởng đề xuất đưa ngôn ngữ lập trình trở thành môn bắt buộc ở cấp phổ thông. Ngoài ra, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng còn gợi ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc đưa việc học trực tuyến chiếm 15-30% thời khóa biểu, ngay cả khi không còn dịch COVID-19. Bởi theo ông, học trực tuyến sẽ thúc đẩy kỹ năng số của giáo viên, học sinh và đồng thời thì giúp các địa phương vùng sâu, vùng xa bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số giáo dục. Thưa quý vị, sau đây là những thông tin nổi bật trên thế giới. Liên quan đến các cuộc đàm phán để dẫn đến một thỏa thuận thương mại của Anh và EU, thì mới đây trưởng nhóm đặc nhiệm về quan hệ với Vương quốc Anh của Ủy ban châu Âu, ông Michael Barnier, mới đây cho biết trên Twitter rằng sự khác biệt rất nghiêm trọng vẫn còn trong các cuộc đàm phán và EU thà chấp nhận sự gián đoạn thương mại trong thời gian tầm 8 tuần, còn hơn là nhượng bộ các nhu cầu chính của mình. Nếu Anh và EU không thể đi đến được một hiệp ước mới để điều chỉnh các vấn đề từ thương mại, năng lượng đến an sinh xã hội, thì nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn kinh tế của cả hai bên do đại dịch COVID-19 sẽ là rất lớn. Thưa quý vị, tại Mỹ, dựa theo bảng lương mà các doanh nghiệp trả cho nhân viên của ngành dịch vụ trong tháng 10 vừa qua cho thấy thu nhập tăng ít hơn dự kiến và hoạt động trong ngành dịch vụ cũng giảm dần đi, cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại khi kích thích tài chính giảm và số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng trên khắp đất nước. Thêm vào đó, thì sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 cũng có thể bị ảnh hưởng trong vài tháng tới bởi sự bất ổn chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống, khiến các doanh nghiệp thận trọng hơn trong các quyết định chi tiêu. Theo số liệu từ Bộ Lao động Tây Ban Nha, thì số người thất nghiệp trong tháng 10 tăng 1,31% so với tháng trước do những hạn chế mới nhằm ngăn chặn làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai làm lũng loạn thị trường việc làm. Theo đó, số người thất nghiệp tăng lên thêm 49.558 người so với tháng 9, nâng tổng số người thất nghiệp lên đến 3,83 triệu người. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Tây Ban Nha đã áp đặt một lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ tháng 3 đến tháng 6, gây ra sự sụp đổ kinh tế tồi tệ nhất trong khu vực châu Âu. GDP trong quý 3 đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc, chi tiêu của các hộ gia đình ở Úc đã tăng kỷ lục trong quý 3 và khối lượng bán lẻ hàng quý tăng 6,5% sau khi giảm 3,5% trong quý trước. Doanh số vẫn bị ảnh hưởng một phần do sự sụt giảm 4,2% ở bang Victoria, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Trong khi đó, thì doanh số bán hàng ở bang New South Wales tăng 11,6%, dẫn đầu mức tăng ở tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Kết quả này đã làm rõ nhận định trước đó của Ngân hàng Trung ương rằng nền kinh tế Úc đang tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn này. Thưa quý vị, vừa qua Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson làm Phó Thủ tướng sau khi Phó lãnh đạo Đảng Lao động Karen David từ chối vị trí này.
Chiến thắng trong cuộc bầu cử gay cấn vừa qua đã cho phép bà Ardern tự do thành lập chính phủ độc đảng đầu tiên kể từ khi New Zealand áp dụng hệ thống bỏ phiếu theo tỷ lệ kiểu Đức vào năm 1996. Tuy nhiên, thì trong chính phủ mới của bà vẫn sẽ bao gồm hai thành viên cấp cao của đảng Xanh giữ các vai trò bên ngoài nội các. Bà Ardern cho biết các ưu tiên hàng đầu của chính phủ sẽ là thúc đẩy phục hồi kinh tế từ COVID-19 trong khi tiếp tục bảo vệ đất nước khỏi dịch bệnh. Thưa quý vị, đầu tuần một thẩm phán liên bang Mỹ cho biết có thể kiện 8 ngân hàng lớn vì cáo buộc âm mưu buộc chính quyền tiểu bang và địa phương trả lãi suất tăng cao đối với một loại trái phiếu địa phương được miễn thuế. Thẩm phán quận Jesse Freeman của Mỹ ở Manhattan cho biết các thành phố có thể theo đuổi các tuyên bố chống độc quyền trong vụ kiện tập thể được đề xuất về hoạt động tiếp thị của các ngân hàng về loại trái phiếu có tên VRDO. Từng có thị trường hơn 400 tỷ đô la Mỹ, từ năm 2008 đến năm 2016, sự thông đồng làm giảm nguồn tài trợ sẵn có cho bệnh viện, nguồn cung cấp điện và nước, trường học, giao thông vận tải và các dịch vụ đô thị thiết yếu khác. Các bị cáo bao gồm các chi nhánh của Bank of America Corp, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs và JP Morgan Chase and Morgan Stanley, Royal Bank of Canada and Wells Fargo and Co. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan quản lý tài chính của Singapore MAS đang ưu tiên siết chặt các quy định để xử phạt các vi phạm về tiết lộ viết sai các sản phẩm tài chính và chống rửa tiền trong năm nay và trong năm tới. Quốc đảo này đang hướng đến việc củng cố vị thế của mình như một trung tâm tài chính khu vực. Cơ quan này sẽ tăng cường tập trung và trách nhiệm giải trình của quản lý cấp cao đối với các vi phạm. Trước đó, thì MAS đã phạt 11,7 triệu đô la Singapore, tức là khoảng 8,6 triệu đô la Mỹ cho các hình phạt dân sự và 3,3 triệu đô la Singapore cho các vi phạm kiểm soát liên quan đến rửa tiền trong 18 tháng tính đến tháng 6, đồng thời kết tội 9 người vì các hành vi sai trái. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Úc cho biết họ đang khởi động một dự án để khám phá tiềm năng và tác động của các hình thức bán buôn tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC bằng cách sử dụng công nghệ số cái phân tán DLT. Ngân hàng Dự trữ Úc RBA cho biết họ đang hợp tác với Ngân hàng Commonwealth Bank, Ngân hàng Quốc gia Úc Perpetual và ConsenSys Software, một công ty công nghệ blockchain trong dự án hợp tác này. Và dự án có mục tiêu phát triển các khái niệm về việc phát hành một hình thức mã hóa CBDC có thể được sử dụng bởi những người tham gia thị trường để cấp vốn, thanh toán và hoàn trả các khoản vay hợp vốn được mã hóa trên nền tảng DLT dựa trên Ethereum. Hồng Kông và Singapore vào giữa tháng 10 đã công bố kế hoạch cho phép tiếp tục du lịch giải trí mà không cần kiểm dịch. Thay vào đó là khách du lịch sẽ làm xét nghiệm coronavirus trước khi khởi hành. Kế hoạch này còn có tên gọi khác là bong bóng du lịch. Bộ trưởng Tài chính Paul Chan cho biết Hồng Kông đang đàm phán với 10 quốc gia khác về bong bóng du lịch, đặc biệt là Thái Lan và Nhật Bản. Khu này đã rơi vào suy thoái vào năm ngoái sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ và sự bùng phát của COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế. Thưa quý vị, trong một email được gửi đi vừa qua thì SpaceX đã hứa với người dùng phiên bản beta của dịch vụ Internet băng thông rộng dịch vụ Starlink của mình rằng sẽ chạy từ ước tính 50 megabit một giây đến 150 megabit. Không phải ngẫu nhiên mà SpaceX đã chọn thời gian trong tuần này để tung ra phiên bản beta của Starlink. Vào năm 2017, thì Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề vệ tinh của chính phủ SpaceX Patricia Cooper nói với cả Quốc hội rằng SpaceX có kế hoạch bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh thương mại khi có ít nhất là 800 vệ tinh trên quỹ đạo và dự đoán công ty sẽ đạt được mục tiêu này trong khung thời gian từ năm 2020-2021. Vừa qua, chuỗi siêu thị Walmart của Mỹ cho biết họ đã từ bỏ kế hoạch sử dụng robot lưu động để quét các kệ hàng và theo dõi hàng tồn kho. Chuỗi siêu thị đã bắt đầu tung ra robot quét kệ vào năm 2017 để bổ sung hàng tồn kho nhanh hơn và tiết kiệm thời gian của nhân viên khi hết sản phẩm, như một phần trong nỗ lực rộng lớn để số hóa các cửa hàng của mình để cạnh tranh với Amazon.com. Và như vậy thì với quyết định này, công ty đã phá vỡ nỗ lực tự động hóa công việc kéo dài nhiều năm của nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Và Walmart cũng cho biết họ đã chấm dứt quan hệ với đối tác Bossa Nova Robotics. Công ty đã hợp tác trong 5 năm để cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách sử dụng robot hỗ trợ nhân viên cửa hàng.
Công ty cho biết thêm họ sẽ tiếp tục thử nghiệm các công nghệ mới và đầu tư vào các quy trình ứng dụng của mình để theo dõi hàng tồn kho và giúp chuyển sản phẩm lên kệ nhanh nhất có thể. Cũng tại Mỹ, thưa quý vị, thẩm phán Khan Nishon của quận Columbia cho biết ông không chắc liệu mình có đủ cơ sở pháp lý để cấm Bộ Thương mại Mỹ áp đặt các hạn chế đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok sau khi một thẩm phán Pennsylvania đã chặn kế hoạch của chính phủ trước đó. Công ty mẹ của TikTok là ByteDance đã lập luận rằng phán quyết trước đó vẫn có thể bị lật lại khi kháng cáo. Thêm vào đó, thì thẩm phán của quận Columbia đã yêu cầu cả hai bên nộp các giấy pháp lý cần thiết để giải quyết liệu TikTok có còn phải đối mặt với các tác hại không thể khắc phục từ chính quyền ông Trump hay không. Thưa quý vị, tại Trung Quốc mới đây thì sau khi bất ngờ đình chỉ IPO với giá trị dự kiến lên đến mức kỷ lục 37 tỷ đô la Mỹ của Ant Group thì các chuyên gia kinh tế đã dự báo rằng đây chỉ là quyết định tạm thời, tập đoàn này vẫn có thể sẽ có cơ hội ra mắt thị trường chứng khoán, song định giá và triển vọng tăng trưởng của gã khổng lồ công nghệ tài chính này sẽ bị ảnh hưởng. Việc đình chỉ vào phút chót này được cho là một nỗ lực nhằm cắt giảm quy mô người sáng lập Ant, ông Jack Ma, và đế chế dịch vụ tài chính của ông. Tuy nhiên thì tập đoàn dự kiến vẫn sẽ niêm yết kép ở Hồng Kông và Thượng Hải theo đúng kế hoạch. Vâng, xin kính chào quý vị và các nhà đầu tư. Như chúng ta cũng đã biết thì chúng ta đã trải qua một tuần giao dịch khá giằng co nhưng cũng có sự tăng điểm nhất định. Và buổi trao đổi về thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay anh Hoàng Anh Tuấn, chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp công ty cổ phần chứng khoán MBS. Xin chào anh Tuấn. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Như chúng ta cũng đã biết là các nhà đầu tư Mỹ đang hồi hộp chờ kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ. Vâng, và thị trường chứng khoán thì lại rất là hào hứng. Và thị trường Mỹ đã có tuần giao dịch khá là khởi sắc, nhất là kể từ tháng 4. Và liên hệ với các thị trường của Việt Nam thì anh có cho rằng VN Index đang khẳng định một xu hướng uptrend ở thời điểm hiện tại hay không? Dạ vâng ạ. Thì trước tiên là mình nói về thị trường chứng khoán Mỹ trước. Thì rõ ràng là trong tuần vừa rồi là tuần bầu cử. Thì khi mà tình trạng bầu cử vẫn chưa đã biết là ai đang là người chiến thắng. Ông Biden thì hiện tại đang dẫn trước với là 264 phiếu đại cử tri. Trong khi ông Trump thì chỉ có hơn 200 phiếu thôi. Thì rõ ràng là ở thời điểm này chưa có gì rõ ràng cả, nên tất cả các thị trường, không chỉ là thị trường gọi là Mỹ, mà các thị trường như châu Âu, Đức hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, và kể cả thị trường Việt Nam chúng ta nữa, thì chúng ta đều đang trong một cái xu hướng gọi là xu hướng tăng ngắn hạn. Và để giải thích cho cái điều đấy thì rõ ràng là khi mà thật sự thì ai làm tổng thống ấy thì thị trường chứng khoán luôn tăng điểm. Cái đấy là cái mà đã được gọi là được nghiên cứu từ trước đến giờ rồi. Kể cả từ thời ông Trump lên là thị trường mới chỉ có khoảng 18.000 điểm thôi, và bây giờ là 26.000, tương ứng với mức tăng độ khoảng là 60%. Và trước đấy ông nhiệm kỳ của ông Obama thì cũng đã tăng là 59%. Thì rõ ràng là dù ai làm tổng thống đi chăng nữa thì thị trường chứng khoán chắc chắn cũng sẽ tăng điểm. Và nếu như giả sử như hiện tại mà thị trường chứng khoán đang lo sợ một điều gì đấy mà nó giảm điểm, thì đó sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn. Thì rõ ràng là đó là thị trường chứng khoán Mỹ. Còn thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta đang ở trong tình trạng là tăng ngắn hạn, kể cả tăng ngắn hạn và tăng dài hạn. Thì điều này được giải thích bởi một điều là chúng ta đang có được cái sự hỗ trợ của dòng tiền khối nội và dòng tiền khối ngoại. Dòng tiền khối nội là những nhà đầu tư mà F0, như chúng ta đều biết là kể từ hồi mà dịch mới bắt đầu thì các nhà đầu tư F0 người ta bắt đầu đổ tiền vào rất là nhiều, và đó lý do làm thị trường tăng điểm từ đầu tháng 4 cho tới bây giờ. Còn thị trường chúng ta nói về dòng tiền của khối ngoại thì hiện tại là Việt Nam, sau khi Kuwait đã chính thức nâng hạng thì Việt Nam đã chính thức trở thành là nước đứng đầu ở trong cái thị trường, cái danh mục của thị trường cận biên. Thì rõ ràng là với việc mà chúng ta đứng đầu như vậy và chúng ta được nâng tỷ trọng lên gấp 2-4 lần thì rõ ràng là cái dòng tiền của khối ngoại MSCI người ta sẽ mua vào, tính tới độ khoảng tháng 11 này, tức là trong tháng này thôi, thì chúng ta sẽ được mua vào là 62 triệu đô. Và cái sự mua vào này nó còn tăng tiếp ở độ khoảng 4 chu kỳ nữa. Và trong cái thời điểm mà MSCI mua vào như vậy thì các cái quỹ mà người ta đánh theo cái game của cận biên ấy thì người ta cũng sẽ đổ tiền vào thị trường Việt Nam. Điều đấy sẽ làm cho thị trường Việt Nam không những là tăng trưởng trong ngắn hạn mà còn sẽ tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Và rõ ràng đây là nhà đầu tư, đây là cơ hội cho tất cả các nhà đầu tư. Dạ vâng, như chúng ta cũng đã biết là không chỉ có thị trường chứng khoán đang trở nên sôi động mà thị trường vàng hay là đô la cũng đang trở nên rất sôi động theo hướng tăng giá. Vậy thì anh có nhận định gì về hai thị trường này? Và liệu rằng có trong cái mối tương quan với chứng khoán?
thì nó có điều gì? Chính xác. Thật ra thì là thị trường vàng là thị trường tăng giá, còn thì đô la thì chúng ta nếu mà xét theo chỉ số đô la index thì lại là đang trong xu hướng giảm giá. Thì cái điều này được giải thích nó khá đơn giản, có nghĩa là khi mà ông Trump hay là ông Biden lên á thì nó đều có một cái chính sách gọi là chính sách kích cầu kinh tế, và chính sách này sẽ tung ra thị trường độ khoảng từ 1.000 cho tới 2.000 tỷ đô. Và khi mà tiền càng lúc càng nhiều ở trên thị trường thì những cái vật chất lại là vàng này, kim loại, sắt, thép, đồng là những thứ mà nó tăng lên chậm hơn, thì rõ ràng là giá của những cái kim loại đấy nó sẽ tăng lên nhanh hơn so với là đồng đô. Đó là lý do tại sao mà trong ngày hôm qua thôi, chỉ riêng hôm qua thì vàng đã tăng 50 đô trên một ounce và có mức tăng tốt nhất kể từ tháng 8 cho tới thời điểm hiện tại. Thì nếu mà nói tới thị trường chứng khoán á, thì thị trường chứng khoán cũng là một thị trường mà có cái lượng cổ phiếu nó cũng chỉ ở một dạng nhất định và nó không tăng nhanh được như là người ta phát hành tiền ra. Thì rõ ràng là thị trường chứng khoán cũng là một trong những thị trường hưởng lợi từ những cái việc là phát hành tiền, và rõ ràng là giá của cổ phiếu cũng sẽ tăng giá. Dạ vâng, như chúng ta cũng theo dõi thì là dòng tiền khối ngoại sau chục phiên bán dòng thì mới quay trở lại mua dòng trong phiên ngày thứ 5, nhưng phiên ngày thứ 6 thì lại quay trở lại cái dòng bán dòng như thế. Vậy thì vì sao dòng tiền khối ngoại lại cứ ra nhanh và vào nhanh như thế này? Thật ra thì cái xu hướng mà bán dòng là xu hướng mà bắt đầu từ khoảng một tháng trước khi diễn ra bầu cử Mỹ. Tức là người ta lo sợ cái việc là không biết là ông nào lên và cái chính sách của cái ông đấy sẽ như thế nào đối với Việt Nam. Đó lý do là người ta sẽ tạm thời thôi, tức là ở đây chỉ là tạm thời người ta rút tiền về để người ta có một cái sự an toàn nhất định. Còn trong những cái phiên mà bán ròng thì nó sẽ có 1 đến 2 phiên mua ròng vào ở những cái quỹ ngoại khác. Thì điều đấy cũng là điều dễ hiểu và nó cũng không tác động nhiều tới xu hướng đang bán ròng ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà tôi cũng xin nhấn mạnh đây chỉ là xu hướng bán ròng trong ngắn hạn do lo ngại bầu cử và Covid-19. Thì ngay thời điểm mà những cái vấn đề này được xử lý, thứ nhất là bầu cử xong và thứ hai là có cái kháng sinh để mà xử lý được cái vấn đề Covid-19 á, thì lập tức thị trường sẽ tăng ngược trở lại. Và như tôi nói lúc nãy là những cái quỹ mà đánh theo game của MSCI á, những cái game mà chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi ấy, thì người ta cũng sẽ bắt đầu giải ngân vào thị trường Việt Nam và làm cho thị trường Việt Nam mình sẽ bắt đầu mua ròng trở lại rất là mạnh. Thật ra thì sau buổi trao đổi ngày hôm nay thì có lẽ là các nhà đầu tư cũng sẽ yên tâm, bởi vì là như anh Tuấn cũng vừa mới trao đổi, đó là dù là Tổng thống Mỹ là ai, dù là Donald Trump hay là ông Biden có chiến thắng thì có lẽ là cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá nhiều đến thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã đến buổi trao đổi ngày hôm nay. Và buổi trao đổi với anh Hoàng Anh Tuấn cũng đã kết thúc bản tin 24/7 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau.